Xin chào, lại là Rachel đây, một người đam mê khám phá những địa điểm bị đồn đại là có ma. Hãy cùng theo chân tôi tìm hiểu về những nơi thú vị và rùng rợn mà tôi đã từng khám phá trước đó. Địa điểm thứ hai mà chúng ta đặt chân đến mang tên Khách sạn Trắng. Khách sạn Trắng nằm trên đỉnh của một ngọn đồi cạnh rừng bất. Đây là một địa điểm ma ám nổi tiếng nhất phía Tây. Toàn bộ không gian đều lấy màu trắng làm chủ đạo. Thậm chí, khách sạn còn có một yêu cầu kỳ quặc và vô lý là tất cả các vật dụng có màu đỏ đều không được đưa vào trong khách sạn. Ngược lại, các vị khách mặc quần áo và dùng vật dụng màu trắng sẽ nhận được nhiều ưu đãi của khách sạn. Theo như lời của giám đốc, thì đây là một yêu cầu nhằm giúp các thiết kế và màu sắc trong khách sạn được hài hòa thống nhất, đồng thời cũng là một quy định thú vị gây ấn tượng với khách hàng. Nhưng vị khách khi đến khách sạn cũng đều rất vui vẻ làm theo quy định này. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là họ bị thuyết phục bởi những lời nói của ban quản lý, mà là họ không muốn đánh thức một linh hồn quỷ dữ cư trú bên trong khách sạn này. Ngược dòng lịch sử gần trăm năm trước, khách sạn Trắng ban đầu được đặt tên là khách sạn Đỏ. Vào những năm đầu hoạt động, khách sạn này khét tiếng về những cái chết của du khách. Nhiều du khách đến ở trong khách sạn đều chết không rõ nguyên nhân. Những cái chết này vô cùng kinh khủng và được thực hiện bằng những cách thức quỷ quyệt mà khó người nào có thể làm được. Có người bị rút cạn máu trong thời gian ngắn, có người bị treo lơ lửng ngoài cửa sổ cho đến chết nhưng không một ai phát hiện ra dù là ban ngày. Có người bị chết đuối trong bồn tắm. Những người đã chết đều có đặc điểm chung, đó là những cô gái trẻ đến khách sạn một mình và mặc đồ đỏ khi ngủ trong khách sạn. Theo như lời kể của một người tạp vụ, những cô gái này vào nửa đêm bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa của một người đàn ông. Đó có vẻ là một người đàn ông trẻ tuổi và đẹp trai. Sau đó, như bị ma xui quỷ khiến, họ mời kẻ đó vào phòng. Sáng hôm sau, những cô gái này đã chết, còn người đàn ông kia không thấy tung tích. Sau nhiều vụ án mạng xảy ra như vậy, danh tiếng khách sạn nhanh chóng tụt dốc. Một vị linh mục được mời tới để tìm hiểu nguyên nhân. Ông nói rằng mảnh đất xây dựng khách sạn trước đây là nơi có đền thờ của một tà giáo thờ phụng quỷ dữ. Sau chiến tranh, đền thờ này đã bị phá hủy bởi bom đạn, nhưng linh hồn của con quỷ ấy vẫn chiếm cứ nơi này và sẵn sàng ban phát cái chết cho bất kỳ ai. Màu đỏ là màu sắc giống như máu, có thể dẫn dụ sự thèm khát của con quỷ này. Chính vì thế, sau khi thực hiện một lễ trừ tà, khách sạn đã loại hoàn toàn những vật dụng có màu đỏ, đồng thời đổi tên khách sạn thành Trắng và quy định nghiêm ngặt khách hàng không được mặc đồ đỏ vào khách sạn. Cho đến bây giờ, người ta nói rằng linh hồn của những cô gái trẻ chết oan vẫn đeo bám trong những căn phòng của khách sạn, phủ lên nơi ấy một bầu không khí lạnh lẽo gai người. Cuối cùng, một câu nói nổi tiếng nhất được lưu truyền trong khách sạn này là: đừng mặc đồ đỏ và đừng mở cửa lúc nửa đêm. Cảm ơn mọi người đã theo dõi, hy vọng sẽ sớm ngay gặp lại.